đây là tổng đài con giống đà điểu. Các bạn liên hệ số 0335305982 để được đặt mua những chú đà điểu đến này. Chúng tôi đơn là đơn vị duy nhất ship toàn quốc các bạn nhé. Nào, bây giờ con này là đúng rồi. Con này là đơn này là đi Lai Châu. Hai con. Số của khách hàng là 0984799210 và số của nhà xe là 0975559911. Rồi, bắt hai con xong cùng bên này. Đây, bắt hai con. Đấy, hai con đây. Rồi, ok. Rồi. Đậy lắp à. Đậy lắp luôn. Cứ dán vòng quanh luôn đi. Dán luôn vòng quanh. Rồi, thấy đâu, thấy đâu. Dán lên kia cố định rồi. Đè lên đấy, đè lên trên. Rồi, thế thôi, dán xong. Giờ là cái thùng nữa. Bây giờ là phiếu này là hai con. Từ từ đã. Hai con này là khách hàng là 0985145910. Bến xe miền Đông. Hai con. Đúng rồi. Rồi, ok. Hai con cho con này. Ok, đúng rồi, chuẩn. Dán luôn. Rồi, ok. Còn đây là khách hàng tiếp theo là 0363219180 đi bến xe Đức Long, Gia Lai. Để lấy. Đâu rồi. Chiều nay thì có một đơn đi thành phố Thái Bình 0835413978. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Chim Cú Hay Hay và kênh Con Đà Điểu Giống. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Số điện thoại tổng đài là 0335305982, 0989177982. Gặp đồng chí Thao. Cái này chúng tôi ship hàng toàn quốc nhé. Đã đến giờ xe chạy qua rồi. Cảm ơn các bạn.